Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, khắp nơi rơi vào cảnh loạn lạc, chiến tranh diễn ra liên miên giữa bảy nước chư hầu nhằm tranh giành lãnh thổ khiến dân chúng lầm than. Nhưng tất cả đều không ngờ rằng người có thể thay đổi được cục diện lại là một đứa trẻ ở Tần Quốc. Cậu bé với đam mê võ thuật từ nhỏ luôn nuôi chí lớn trở thành tướng quân vô địch thiên hạ. Giờ đây liệu rằng chính sức mạnh phi thường này có thể giúp Bách Tính hết cảnh đầu rơi máu chảy hay chỉ là vì sao nhỏ le lói một chút lại thôi? Tín và Phiêu là một đôi bạn thân mồ côi cha mẹ. Cả hai ngay từ nhỏ đã phải làm thân trâu ngựa chịu cảnh nô lệ cho một gia đình ở vùng quê hẻo lánh. Hằng ngày họ phải nai lưng làm những việc nặng nhọc để đổi lấy miếng cơm và nếu chủ nhân mà vừa ý thì ngay lập tức bị đánh lên bờ xuống ruộng. Phiêu luôn tâm niệm rằng một ngày là nô lệ thì suốt đời cũng chỉ là nô lệ. Để thoát khỏi vận mệnh chỉ còn cách phải trở nên thật mạnh mẽ. Cũng chính ý chí này đã vô tình thôi thúc Tín nên kể từ đó cả hai bắt đầu dùng gậy thay kiếm để luyện tập nuôi ước mơ trở thành đệ nhất tướng quân. Thoáng chốc nhiều năm trôi qua và cũng đã trải qua hàng vạn trận đấu. Hai cậu nhóc khi xưa giờ đã thành những kiếm sĩ điêu luyện, đã vậy còn được võ quan triều đình bắt đầu để mắt tới. Dương tướng quân thấy Phiêu là một người có tố chất nên muốn nhận cậu vào cung để làm việc. Chàng trai vừa nghe đã muốn xin cho Tín đi cùng mình nhưng đối phương lại nói chỉ cần duy nhất một mà thôi. Tuy không muốn cơ mà đây lại là con đường ngắn nhất để chạm tay tới ước mơ của mình. Cậu bạn thân dù có chút hụt hẫng tủi thân nhưng vẫn chân thành động viên huynh đệ của mình hãy nắm bắt cơ hội này. Trước khi đi cả hai cùng nhau giao đấu một trận cuối hẹn ngày gặp lại xem ai sẽ trở thành tướng quân trước. Người anh em chí cốt rời đi thì Tín vẫn miệt mài luyện, võ không bỏ sót một ngày và thậm chí còn khổ luyện hơn lúc trước nhằm đuổi kịp bạn thân. Tối hôm ấy, trong lúc đang ngủ thì Tín nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, thì ra Phiêu đã trở về nhưng toàn thân trọng thương rất nặng không thể sống được lâu hơn nữa. Trong lúc hấp hối Phiêu dùng chút sức lực đưa cho Tín một tấm bản đồ rồi dặn dò đối phương hãy đến đó để viết tiếp giấc mơ của hai người. Nói xong Phiêu chút hơi thở cuối cùng trong sự bất lực đau lòng của Tín. Trong lòng anh bây giờ đầy thù hận chỉ muốn tự tay giết kẻ nào đã khiến huynh đệ mình ra nông nỗi này. Nam chính nén đau thương cầm thanh kiếm của bạn thân chạy một mạch tới vị trí trên tấm bản đồ. Đang chạy thục mạng thì bị chặn đường bởi một đám thổ phỉ và hóa ra chính kẻ đeo mặt nạ cú này đã báo tin cho chúng rằng anh đang giữ một thanh bảo kiếm trong tay. Sẵn đang có cơn giận trong người nên anh chàng lập tức thi triển những kỹ năng của mình dễ dàng thanh lý bọn thổ phỉ chỉ trong một nốt nhạc. Sau đó nam chính tức tốc chạy tới vị trí trên bản đồ. Vừa mở cửa bước vào Tín bất ngờ ngã ngửa khi thấy Phiêu đang ngồi ngay đó. Anh chàng bắt đầu không tin vào mắt mình nữa rồi. Chẳng phải người huynh đệ này vừa mới chết trong vòng tay mình hay sao? Không lẽ là hồn ma của cậu bạn hiện về hay tại mình đau lòng quá mà trong ngào hóa quốc? Đang định làm rõ mọi chuyện thì căn lều đột nhiên bị chém sập. Thì ra một tên sát thủ của triều đình đã lần theo được mà tới đây. Ngay lập tức gã tung cước đá cậu bạn văng ra xa. Tín liều mạng xông lên cũng không tránh khỏi kết cục cay đắng. Qua cuộc trò chuyện giữa hai người thì Tín cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Kẻ có diện mạo giống y đúc với Phiêu thực chất lại chính là vua nước Tần, do vốn không được lòng quan lại chỉ vì là con của một cung nữ nên phải bỏ chạy tránh việc tranh giành ngai báu. Đám cẩu quan ở lại thì Tôn Thành Kiệu em trai cùng cha khác mẹ với anh ta lên làm vua. Để đề phòng bắt chắc nên tướng quân Sương đã đi khắp nơi tìm người thế thân cho hoàng đế phòng trường hợp những kẻ tạo phản muốn ám sát ngài. Trùng hợp thay Phiêu lại có ngoại hình rất giống với đức vua nên đó cũng chính là lý do ngày hôm đấy chỉ duy nhất mình cậu được tiến cử vào cung. Biết được sự thật Tín vô cùng căm phẫn chỉ vì chuyện triều chính mà huynh đệ của mình lại bị đem ra thí mạng như thế. Anh chàng sôi máu định giết luôn vua để trả thù cho bạn thân nhưng trước tiên phải đối phó với tên sát thủ này trước đã. Tín điên cuồng lao vào vung kiếm loạn xạ theo bản năng cơ mà chỉ dựa vào võ công tự học của mình thì sao có thể địch lại kẻ từng giết người không chớp mắt này. Rất nhanh chỉ sau vài chiêu anh chàng đã hoàn toàn thất thế, chỉ biết đưa mặt ra cho đối phương cứ thể mà dã. Thấy Tín sắp không thể trụ nổi nên nhà vua bất ngờ bơm được về cái chết của Phiêu. Ngay lập tức cơn thù hận trong anh lại trỗi dậy mà lao tới như một con thú dữ tấn công dồn dập khiến đối phương chỉ biết oằn mình chống trả. Cuối cùng Tín vận nội công bay lên không dùng hết sức chém một kiếm hạ gục tên sát thủ. Trong lúc do dự vì thương tình gã ta còn mẹ già con thơ thì Tần Vương một kiếm hạ gục luôn hắn. Doanh Chính bảo người chết vì mình như Phiêu nhiều vô số kể nên đừng vì một phút yếu lòng mà nương tay với kẻ khác. Tín không thể nào chấp nhận được việc phải bảo vệ kẻ đã hại chết huynh đệ mình, tuy nhiên vì nghiệp lớn bảo vệ nhà vua cùng việc hoàn thành ước mơ giang dở đã hứa với người bạn quá cố nên cũng đành phải chấp nhận. Khi này đám thuộc hạ dưới trướng Thành Kiệu đang ra sức truy lùng gắt gao cho người bao quanh hết ngọn núi. Chúng nhẫn tâm tàn sát hết người dân và cho phóng hỏa ngôi làng mà họ đã từng ở. Đang định lao xuống xanh chín với bọn này thì người mặt cú lúc nãy đột nhiên xuất hiện, hóa ra bên trong bộ đồ kỳ dị lại là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn tên là Điêu. Cô ta vốn thông thạo địa hình nơi này hơn nữa khi biết người đang đứng trước mặt mình là hoàng đế nên ngỏ ý muốn giúp họ một tay. Cứ thế Điêu dẫn hai người băng qua một hang động thành công thoát khỏi vòng vây của kẻ thù. Doanh Chính muốn đi về hướng Tây để hội ngộ với Sương tướng quân vì người mà nhà vua tin tưởng nhất bây giờ chỉ có duy nhất một mình ông ta. Khi đi đến khu rừng Trúc, ba người bất ngờ bị thích khách truy sát. Tên này thân hình nhỏ con trang phục trông không khác gì thổ dân cầm trên tay thứ phi tiêu độc vô cùng nguy hiểm. Tín xông ra lấy thân mình bảo vệ cho đức vua, tiếp đến dùng khinh công nhanh như sóc né hết tiêu độc, sau đó lao tới dùng kiếm cận chiến.
thấy không thể dùng ám khí được nữa nên sát thủ liền lôi ra hai chiếc rìu bổ lấy bổ để về phía đối phương. Với lợi thế nhỏ con nên hắn di chuyển rất nhanh, tấn công dồn dập làm cho Tín gặp không ít khó khăn. Gã thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma, còn quần áo trên người cũng là một loại vũ khí cực độc. Toàn thân xoay như trong chóng khiến Tín liên tục dính đòn, nhưng cho dù tên này có mạnh đến đâu thì cũng không thể đấu lại hào quang của nhân vật chính được. Anh sau khi lãnh đủ đòn từ đối phương thì cũng đã bắt đầu đáp trả, vung kiếm chém hắn văng ra xa mà thừa thắng xông lên phản công kết liễu. Tuy chiến thắng nhưng lại ăn trúng tên độc mà ngã ngửa ra đất. May mắn là điều biết chút y thuật chứ không anh cũng hết thấy ánh mặt trời lần nữa. Ngay sau đó một đám lính bất ngờ ập tới bao vây lấy bọn họ. Hóa ra đoàn quân này lại là người của tướng quân Sương đến đây để tiếp viện cho hoàng đế. Trong bữa ăn, tướng quân đem hết mọi chuyện kể lại với đức vua. Vào đêm mà tên Thành Kiệu làm phản thì ông đã cùng phiêu dẫn quân lính theo mật đạo chạy khỏi cung, nhưng giữa đường đi lại bị tướng quân Vương Kỵ đuổi giết. Thấy sự xuất hiện của tên này, ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ từ lâu gã đã không quan tâm đến chuyện triều chính mà tự mình rước khỏi chốn quan đường hỗn loạn để tìm bình yên cho bản thân, vậy mà nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở cuộc đảo chính này. Trong lúc đội quân của Sương tướng quân định buông xuôi thì phiêu lấy thân phận của hoàng đế ra nhằm khích lệ tinh thần của tướng sĩ. Chính điều này đã giúp họ sốc lại tinh thần quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Sau đó anh đột ngột tách khỏi đoàn, hy sinh bản thân để thu hút kẻ địch giúp cho mọi người có thời cơ trốn thoát. Tín vô cùng tự hào về người bạn của mình rồi tự hứa với linh hồn của phiêu rằng nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của người huynh đệ. Cho dù phải hy sinh thân mình cũng phải nhất định phó tá bảo vệ an toàn cho doanh chính. Trong khi đó ở hoàng cung, đám phản tặc vô cùng đắc ý bước đầu của cuộc đảo chính đã thành công. Tuy nhiên tên Thành Kiệu lại tỏ ra rất nóng ruột vì người chúng vừa giết lại không phải là doanh chính. Điều hắn muốn bây giờ là cái đầu của thằng anh cùng cha khạc mẹ của mình, và chỉ khi thấy được nó thì mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Đúng lúc này một người đàn ông đột nhiên xuất hiện khiến quan thần trong triều không khỏi kinh ngạc. Đây chính là đệ nhất tướng quân Vương Kỵ nổi danh nhất thời bấy giờ. Một kẻ vốn không màng đến chính trị chọn lui về ở ẩn, cớ sao lại có mặt ở đây. Cả đám còn đang băn khoăn thì thứ mà hắn sắp sửa dâng cho Thành Kiệu mới thật sự khiến cho chúng sửng sốt. Trong chiếc hộp chính là đầu của Sương tướng quân Sương. Do gương mặt đã hoàn toàn biến dạng nên không ai có thể xác nhận được điều đó. Tuy vậy có cho tiền thì cũng chẳng dám lên tiếng phản đối vì chúng thừa biết tên này đáng sợ như thế nào. Mục đích của Vương Kỵ đến đây chỉ là để khẳng định vị thế và phô trương sức mạnh của bản thân. Ngoài ra tên tướng quân còn hứa rằng cái đầu mà hắn dâng lên lần tới chắc chắn sẽ là của doanh chính. Trong tay Thành Kiệu lúc này đang nắm 8 vạn binh mã, tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn còn rất ít so với lực lượng của một tên thừa tướng lúc này đang bận dẫn quân đi dẹp loạn bên ngoài. Hắn ta thực chất cũng đang lăm le dòm ngó ngay vàng, nên đối thủ của Thành Kiệu bây giờ không chỉ có doanh chính mà còn có cả tên thừa tướng nữa. Tuy vậy gã vẫn rất tự tin vì đang nắm giữ thành trì vững chắc trong tay, hơn nữa còn sở hữu một đội quân hùng mạnh cùng những tên sát thủ giết chóc vô cùng đáng sợ. Ở bên này doanh chính cùng quân tướng cũng đang âm thầm lên kế hoạch nhằm đối phó với em trai của mình. Tấn công trực diện vào hoàng cung là phương án bị loại bỏ đầu tiên vì quân số bên ta rất khiêm tốn nên đâm đầu vào dọ thì chỉ có chết. Tướng quân đề nghị chờ cho thừa tướng quay về cùng hợp lực, nhưng kế sách lập tức bị doanh chính phản đối vì hoàng đế từ lâu đã biết rõ ý đồ thèm khát ngôi vương của ông ta. Bây giờ chỉ còn một thế lực mà họ có thể trông cậy. Dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi nhờ họ chi viện, nhưng đã đến nước này rồi thì doanh chính đành phải liều một phen thôi. Tại một vùng núi xa xôi hẻo lánh có một tộc người được gọi là Sơn Cư tộc đã sinh sống ở đây từ rất lâu. Cách đây vài trăm năm, bộ tộc này đã bắt tay với nhà Tần kết tình huynh đệ cùng nhau xây dựng mối quan hệ hữu nghị. Nhưng qua thời gian, những vị vua trị vì thời đó đã cố ý đánh mất đi mối thân tình này. Sơn tộc cứ thế bị phản bội mà dồn vào đường cùng, buộc họ phải quay về khép mình trong những ngọn núi. Thù hằn cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác, mang lòng căm hận nhà Tần. Cho dù đối phương có chết đi sống lại cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ân oán năm xưa. Chính vì vậy mà doanh chính muốn đích thân tới gặp đức vua của Sơn tộc để bày tỏ lòng thành kính nhằm hòa giải mối giao tình của hai bên. Vừa đến nơi, doanh chính liền vào thẳng vấn đề. Trước tiên nhà Tần muốn nối lại tình xưa với Sơn tộc, và kế đến là xin Sơn Vương hãy kề vai sát cánh với nhà Tần để lật đổ phản tặc. Tuy nhiên lời đề nghị này đều không được lòng dân chúng có mặt tại đó, vì họ đương nhiên không thể tin tưởng giao mạng sống của mình cho một vị vua đang bị thất sủng được. Nhưng nào ngờ chính lúc này thì Tín lại ra mặt thuyết giảng đạo lý thầy huấn, khiến Sơn Vương thay đổi ý định mà đồng ý nối lại tình xưa, đồng thời sẽ giúp một tay để nhà vua giành lại ngôi vương. Doanh chính quyết dùng chính danh dự và tính mạng của nhà Tần ra để lập lời thề, nếu chiến thắng thì Sơn tộc sẽ không còn phải sống ẩn giật nữa. Sơn Vương lúc này cũng cho bọn họ thấy được khuôn mặt thật sự của mình. Không ngờ đằng sau lớp mặt nạ dữ tợn lại là một gương mặt nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nhưng tính hết cả binh lính Sơn tộc cộng thêm người của doanh chính thì họ chỉ có vỏn vẹn hơn 3.000 người, trong khi Thành Kiệu lại sương sương tới 8 vạn quân lính trong tay. Điều này chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Tuy nhiên doanh chính đã khôn khéo nghĩ ra một thượng sách. Nhà vua cho người của mình cải trang thành Sơn tộc rồi để Sơn Vương dẫn quân đến kinh thành giả vờ như muốn được hợp tác làm đồng minh với nhà Tần. Thành Kiệu nhất định sẽ trúng bẫy vì đối thủ của hắn vẫn còn tên thừa tướng. Bất cứ thế lực nào tới hỗ trợ vào lúc này càng giúp gã giữ chặt ngai vàng của mình hơn.
Quả nhiên đúng như dự đoán, đám phản tặc đã đồng ý kết giao ngay lập tức, tuy nhiên tên vua đa nghi chỉ cho đúng 50 người được phép vào thành. Vì doanh trại nằm cách biệt với hoàng cung nên sẽ mất một khoảng thời gian thì quân đội mới đến chi viện được, chỉ cần họ đánh nhanh rút gọn thì nhất định kế hoạch sẽ thành công. Tín được giao trọng trách dẫn một nhóm theo mật đạo tấn công vào cung điện nơi có thành kiệu, còn Doanh Chính và Sơn Vương sẽ tấn công vào ngoài để thu hút sự chú ý của quân lính. Vừa vào được bên trong thì vị hoàng đế thất sủng đã mở bát khai màn cho cuộc chiến đẫm máu sắp sửa diễn ra. Nhưng chưa đi được bao xa thì bọn họ phải đối mặt với một đội quân tinh nhuệ trang bị cung tên vô cùng hoành tráng. Người của Sơn Vương dù rất khỏe nhưng bị chúng tên nhiều đến độ chết như dạ. Rất nhanh quân số của họ đã bị sụt giảm đáng kể. Doanh Chính sốt ruột nghĩ rằng kế hoạch của họ đã hoàn toàn thất bại rồi, nhưng Sơn Vương bên này thì vẫn bình tĩnh một cách lạ thường. Ngay thời khắc bọn họ bị dồn vào đường cùng thì nữ vương nở một cụ đầy ẩn ý. Đúng lúc đó những chiến binh nằm la liệt dưới đất bất ngờ đội màu sống dậy lao tới cắn xé kẻ thù. Bị đánh úp bất ngờ khiến quân triều đình hoảng loạn, rất nhanh đã bị người của Sơn tộc lật ngược tình thế. Bên này Nam Chính vừa đi được một đoạn thì lại bị chặn bởi một đoàn quân đứng đầu là tên sát thủ đã ra tay giết hại hết dân làng của anh. Gã ta kiếm thuật rất cao siêu nên dù đã rất nỗ lực nhưng xem ra Tín không phải là đối thủ của hắn. Cho dù vậy họ vẫn phải ao vào hỗn chiến vì chỉ cần tiêu diệt hết đám người này thì đội quân sẽ tiến thẳng vào được chánh điện. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, dù bất lợi về quân số nhưng những chiến binh của Sơn tộc lại rất hung hãn thiện chiến. Nhờ thế mà họ đã nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, còn Nam Chính bá đạo với thanh kiếm chém hết tên này đến tên khác như chém chuối. Những tưởng thắng lợi sẽ nghiêng về phe ta nhưng ai ngờ lúc này một tên to lớn lại xuất hiện, hắn mạnh đến nỗi chỉ cần một đấm là hạ được một đối thủ khiến cho các vua lý đoàn bên phía Sơn tộc vô cùng khổ sở. Tín tất nhiên cũng không thể chống lại được tên này, thậm chí còn bị hắn cho một đấm tí nữa thì cúc. Ngay thời khắc nguy hiểm, hào quang nhân vật chính trỗi dậy giúp Tín tung một cước đá vỡ giao diện của tên khổng lồ, sau đó nhờ sự giúp sức của đồng đội mà thuận lợi chém một nhát đưa tên này về chầu ông bà tổ tiên. Ở bên ngoài Doanh Chính cũng đã đánh tới trước hoàng cung. Sơn Vương lập tức cho thấy mình không phải tự nhiên lại được chọn làm thủ lĩnh của Sơn tộc. Cô nàng ra chiêu vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng nhưng sát thương cứ phải gọi là tuyệt đối. Tất cả hợp lực hạ gục được rất nhiều quân địch, tuy nhiên sức người có hạn, còn quân triều đình thì ngày một đông. Doanh Chính và mọi người lúc này đã sức cùng lực kiệt rồi, may thay Nam Chính cuối cùng cũng vào được chánh điện đối mặt thành kiệu. Gã bình thản chẳng hề tỏ ra sợ hãi gì vì bên cạnh còn có một tên cao thủ bảo vệ. Tí một lần nữa đối mặt với tên võ công vô cùng thâm hậu này, anh chàng tất nhiên không thể động đến một sợi tóc của hắn và cứ ra đòn nào là bị đối thủ bắt bài đòn đó bón hành cho ngập mặt. Tín bị đánh cho lên bờ xuống ruộng khiến xương cốt rã rời. Ngay lúc chuẩn bị nhận nhát kiếm kết liễu từ đối thủ thì những nhạc bắt đầu nổi lên và những hình ảnh xưa quay trở về. Đó chính là lúc dấu hiệu sức mạnh của đạo diễn ban tặng bắt đầu có tác dụng. Sau khi đỡ được nhát kiếm chí mạng Tín song phi đá đối thủ văng ra xa, cuối cùng dùng tuyệt chiêu mà anh đã dày công khổ luyện tung đòn chí mạng. Nam Chính nhắm mắt chờ cho tên sát thủ lao tới thì bật cao lên trên không, sau đó đâm một nhát từ trên xuống trực tiếp tiễn tên này về vườn. Thanh kiệu bên kia sợ run vào mặt cắt không còn giọt máu. Ngoài kia Doanh Chính và mọi người đang cầm cự đến những hơi thở cuối cùng, ai nấy đều đã trao đảo không còn đứng vững được nữa rồi vì hy vọng cuối cùng của họ dường như đã dập tắt. Đột nhiên đám người của Tín ngang tàng bước ra, cùng với đó là tên thành kiệu đang run lẩy bẩy. Thế trận đã ngã ngũ và Doanh Chính là người thắng cuộc. Hoàng đế tức giận đánh thẳng em sấp mặt vì tội làm phản. Đám lính còn sót lại biết không thể sống sót khi Doanh Chính lấy lại ngôi vương nên quyết định liều chết một phen. Đúng lúc này Vương Kỵ cùng đội quân của hắn xuất hiện. Tướng quân muốn Doanh Chính đưa ra lý do vì sao lại muốn làm vua, nếu như hợp tai thì nhắm mắt làm ngơ không tham gia vụ này nữa. Doanh Chính lúc này cũng nói ra tham vọng của mình. Bản thân không chỉ muốn làm vua của một nước mà còn muốn thống nhất 7 nước, chư hầu là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất được thiên hạ. Điều này không ngờ lại khiến Vương Kỵ hài lòng chấp nhận để Doanh Chính được sống với tham vọng này. Tuy nhiên tên tướng quân bên dưới lại rất tức giận, định lao lên cảm tử với Doanh Chính, ai ngờ liền bị Tín lướt qua như một cơn gió, một kiếm giết chết ngay tại chỗ. Sau đó anh chàng trẻ tuổi dõng dạc tuyên bố với Vương Kỵ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất tướng quân giống như ông. Cuối cùng vị hoàng đế bị thất sủng đã danh chính ngôn thuận đoạt lại được ngôi vị, Sơn tộc cũng không còn phải sống khép mình sau những dãy núi nữa. Còn về phần Tín, anh chàng đã thực hiện được di nguyện của người huynh đệ xấu số, con đường trở thành đệ nhất tướng quân cũng chỉ mới vừa bắt đầu.